xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Hello, xin chào Phạm Bảo Ngọc. Đây là đơn hàng của bạn Bảo Ngọc ở Đồng Nai. Đấy, và các bạn xem đơn hàng của bạn Bảo Ngọc đặt cái gì đây. Tất cả rất là nhiều ha, toàn là của BTS và Blackpink. Đầu tiên là ha, shop giới thiệu của bạn. Bạn là tặng hai cái, bạn đặt hai cái móng tay này các bạn, móng tay một hộp như vậy là 8.000 ha, nó có kim tuyến, có keo và có cái đầu gấp cho mình nè. Giờ mình chỉ bỏ keo vào dán thôi, rất là nhanh và tiện. 8.000 một hộp như thế này. Bạn đặt là một bộ hộp bài Uno ha, bài Uno của các anh chàng BTS này. Nó có hai bộ nhỏ như vậy đó các bạn, trong một cái hộp này. Đó, bài Uno BTS ha. Đó, bỏ vào bên, xem đây là có cái túi tiền Blackpink ha, túi tiền của idol Blackpink này. Đây, đây nó có rất là nhiều, có hai cái hộp và cái nhiều cái hộp nhỏ để mình bỏ giấy tờ hình ảnh nhỏ của mình vào. Bộ này là 55.000 ha. Tiếp theo là bạn đặt là hai cái VIP BT21. Đây, BT21 ha. Có màu hạt, có những cái bạn BTS nè, BT21 đó các bạn. Đó, mình vừa có cái viết nè, mình vừa có cái thước nè ha, để sử dụng làm thước nè, đúng các bạn ơi. Đó, và có những cái idol, những cái picture rất là xinh, cái hình đó, BT21, anh đàn 21 ha. 5.000 một cây như thế này thôi. Và tiếp theo là một cây thước BTS ha. Đây, BTS, cây thước BTS. Và đây, một cái bọc nhãn BTS ha, nhãn tập vỡ BTS đó các bạn. 10.000 một sách như thế này. Và đây, một cái lắc tay anh chàng BTS luôn. Wow, xem chưa. 15.000 ha các bạn ha. Mẫu này là cái bịt mắt giúp mình ngủ ngon hơn nè, chống những cái ánh sáng tạp chắc đâu để mình khó ngủ á. Đó, nó không có ánh sáng mình dễ ngủ hơn. Đây là một cái hộp nhật ký nè. Wow, nhật ký nè, nó có cái ổ khóa, nó có chìa khóa nè các bạn ha. Nhật ký một khẩu mình khóa lại khi mình viết nhật ký những cái tâm tư, cái gì của mình vào, những kỷ niệm của mình đẹp vào. Đây là thêm một cái hộp bút, hộp bút của anh chàng BTS đây. Wow, đây màu hồng rất là xinh luôn. Chỉ có 40.000 cái này thôi. Còn gì nữa ta? À đây quá trời luôn. Đây là các hình sticker hình BTS nè. Đó, BTS hai sách. Và tiếp theo này là cũng hai sách mà Blackpink. Đó, ở sách như vậy là 10.000. Và đây nữa, đây là bạn đặt thêm một cái thời khóa biểu, tặng cho bạn một cái thời khóa biểu của Blackpink luôn. Đó, tặng cho mình thêm một cái hình của BTS luôn ha. Đó, tặng bạn hai món quà. Bạn còn đặt gì nữa không? Rồi, món hàng của bạn đã đủ rồi nha. Mình tới đơn hàng của bạn tiếp theo. Tiếp theo đơn hàng của Hà Huy ở Khánh Hòa. Đó, đây là đơn hàng của Hà Huy ha. Đặt là hai cái hũ keo sữa lớn nè. Đấy, hũ keo sữa lớn các bạn để làm slam á. Rất là to luôn. Này keo sữa nó lên giá nữa các bạn. Cái gì giặt giá gì nó cũng lên hết. Đây là một bịch bơm bơm ha. À bịch bơm bơm là sắp tặng cho mình. Bạn đặt đây là một cái ba lô đó, cái móc khóa, cái quê là luôn móc khóa đâm cặp. Màu hồng rất là xinh luôn các bạn ha. Đây một bịch bulgat làm slam này rất là đông các bạn. Một bịch cớm tròn nhé. Đó. À, tổng hợp. Đây. Và hai cái hũ trái tim. Tiếp theo đơn hàng của Nguyễn Văn Toàn ở Tây Ninh. Đây là đơn hàng của bạn Nguyễn Văn Toàn ha. Xin lỗi anh, cái này là tên của ba của các bé. Cái này mình mua. Đầu tiên tặng cho mình một cái món quà bí mật này. Đó. Cái bút ít ha, con bạch này, cái bút tháo ra để cho bắt bạch các bạn hết. Bút ít bằng cháo này, đây nó con mắt này, chơi rất là vui luôn các bạn. Đây là thêm một hộp bút ít, xin lỗi ha, vỏ sách bút ít nó có cái dây luôn các bạn, dây ra kéo cho mình đó. Đây, đó, cái bút tháo ra ha, đó, cho xem, có nhiều màu. Đây. Tiếp theo đây, đó, đây là tô màu nước ha các bạn ha, tô màu nước. Hai bạn cô gái rất là xinh nè, bạn ông nè, tô màu nước nè. Đây, đằng sau này cũng có tô màu nước luôn ha, đó, nó có hai mặt luôn. Nó có mấy tờ lần chứ không phải một tờ nha các bạn ha, mấy tờ lần đó. Hai bao tờ cho mày đó ha, tô màu nước. Giờ mình pha nước vào mình đỏ mình tô rất là xinh luôn. Một tờ như vậy là 10.000 nhé. Xin chào Võ Thị Hồng Loan ở thành phố Hồ Chí Minh, tổng của mình là 132.000. Và đây Hồng Loan có đặt là một bộ combo ha, combo bộ kit làm slam các bạn. Đó là một ba bốn món khác nhau đó ha, đầy đủ để chất dập dượng cho mày để cho mình làm luôn. Và có một cái cuốn sổ này, cuốn sổ đồng hồ két. Đó, đồng hồ két các bạn thấy không? Hồi xưa người ta sử dụng giờ đó, ta biết giờ là người ta dùng cái đồng hồ két này nữa các bạn. Đó, cái thời trước công nguyên á, đó, ta dùng cái đồng hồ két này để ta biết thời gian đã chạy á. Đây, và đây nữa. Đây là một cái hai sắp hình dáng ha, monolem. Và tiếp theo là Blackpink. Đó, một sách như vậy là 10.000 đó các bạn. Hôm nay nó có 9 tấm. Còn đặt thêm là 3 cái sách hình hình lụa các bạn. Đó, hình nhãn lụa có kim tuyến nè. Mình trang trí được rất là nhiều những cái vật dụng của mình. Cho mình yêu thích, mình muốn trang trí, mình trang trí. Và tiếp theo là bạn có đặt một cây bút mà hình cái đàn nhưng mà xốp hết đàn rồi ha. Xốp lấy cho mình cái hộp sữa cũng rất là xinh nè. Tiếp theo đây là món quà của mình. Tiếp theo là đơn hàng của Đinh Thị Hoang ở Hải Phòng. Và chị Hoang có đặt cho bé nhà mình là đây, những cái combo sticker ha, combo sticker 100.000. Đây là những cái combo nè. Trong cái combo 100.000 của mình sắp tới đủ loại khác nhau cho mình ha, từ nhỏ tới lớn nè, từ một lớp cho tới hai lớp. Đó, những cái cô gái rất là xinh, những cái anime đó rất là đẹp luôn. Qua cái mẫu này thì nó có cái đầm nè các bạn, có cái váy nè, cái váy kim tuyến rất là xinh luôn đó. Wow, đây các bạn muốn biết những cái sticker này thì hãy vào kênh 1.000 để một câu chuyện ha, bấm đăng ký để mình theo dõi mình xem những câu chuyện những sticker như thế này. À, cái mẫu này nó lạ nè, nó bóng hai lớp luôn nè các bạn, lật lên đây nữa nó có cái phần phông nền cho mình nè. Đó, cho mình phông nền để mình làm mình nền câu chuyện các bạn. Đó, và đây nữa ha. Đằng sau này có cái tranh vẽ nè, tranh tô màu nè, rất là xinh luôn. Không có bỏ ha, mình chơi là chơi tranh mình không có bỏ cái hộp nào luôn để mình tô màu nữa. Wow, mẫu này nữa, xinh chưa là xinh, mới nữa nè. Có hình hai chiếc tim rất xinh các bạn ha. Wow, mẫu này hai lớp lớn luôn nè. Đó. Cái đằng sau có khung nền luôn các bạn nha. Và có cái giường rất là đẹp nè. Mẫu này 100.000 combo ha. Sẽ rẻ hơn 10 phần tấm và tặng cho mình cái món quà.
tiếp theo đơn hàng của Trần Nguyễn Khánh Vy ở Bến Tre. Trần Nguyễn Khánh Vy có đặt hai hũ slumber. Wow, mẫu slumber này đẹp lạ, nó quang quá trời sắc màu luôn nè. Slumber đẹp không? Slumber cầu vồng có sắc màu galaxy. Màu này là màu xanh ha, slumber. Thì đây có kèm theo cho mình thêm là hai cái chai này, chai chắc làm đông đó các bạn. Thì về ha, về nhà nếu mà slam này đó mà nó có hơi lỏng á, hơi lỏng. Nếu thôi nha các bạn nha, tại vì thời gian mà bạn chuyển về để lâu nó hơi lỏng thì mình cho cái chắc này vào. Cái này là borax các bạn. Cho rất là chậm, từ từ từng giọt ha. Chứ nào mình nhào nặng mà nó vừa tay nó không dính nữa thì mình ngưng nha, chứ mình đừng có cho nhiều nó sẽ cứng thì rất là khó cứu rửa. Ở đây thêm là cái một bạn lật đật nè, bạn lật đật quýt game 4000 một bạn ha. Tặng cho mình một cái món quà, món quà bí mật. Và cuối cùng đây là đơn hàng của Nguyễn Giang ở Hà Nội. À, chị Nguyễn Giang có đặt cho bé cho mình là hai cái tấm sticker nè. Đây, mẫu này là 20.000, có cái váy rất là xinh xắn dễ thương luôn. Đó. Đây nó ha, có những nàng công chúa nè. Đó. Wow. Mẫu này là 20.000 ha, và mẫu này mẫu lớn hơn nè, 32.000. Xinh luôn. Có phần nền nào hết nha các bạn nha, có phần nền để cho mình chơi đó. Để mình làm câu chuyện mà sao nó có những tô màu mà mình không có bỏ luôn nha, mình chơi luôn. Tận dụng nó mình chơi hết tất cả luôn. Đây. Này đó ha, vậy là đơn hàng của mình đã kết thúc video ngày hôm nay. Tặng cho mình thêm một cái món quà nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và hãy đăng ký kênh Rock GP. Hãy gọi 0937899707 để đặt hàng các bạn. Bye bye các bạn, hẹn các bạn video sau. Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê. Có cả những bạn búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu búp bê, tô màu nổi, tranh cào thang. Song song đó, các sản phẩm đồ dùng học tập của shop FGB cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác, để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, băng đô, quần áo, thú nhồi bông. Và có cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bít tông, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe kệ siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego, Slam May, Galaxy, Slam Trong, Slumber, các kiểu giá rẻ. Wow, ngoài ra còn có cả một cái kệ đồ dành cho các idol Hàn Quốc, idol Việt Nam của chúng ta, cũng như những cái móc khóa rất là xinh xắn như thế này. Các bạn ơi, hãy nhanh tay đến với shop TGD chọn lựa những món đồ yêu quý, xinh đẹp để có chung một giá ship duy nhất nha. Giá ship chỉ từ 30 cho đến 35.000 đồng, một giá ship duy nhất, dù các bạn mua nhiều hay mua ít. Và thật tuyệt vời, nếu như các bạn mua từ 800.000 trở lên thì được miễn phí ship luôn. Wow, các bạn thấy đó, hàng trong shop FGB lúc nào cũng đầy ắp hết, chờ đón các bạn đặt hàng. Và hãy nhớ, nếu như muốn đặt hàng hãy gọi 0937899707 để đặt hàng. Đừng quên là xin phép ba mẹ nha. Và shop còn có Zalo, Facebook, Bé Út GB 0937899707 luôn cập nhật những sản phẩm đơn giá cho các bạn dễ chọn lựa. Và video đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn xem video vui, chọn lựa được những sản phẩm ưng ý, giá ship rẻ, giá ship duy nhất, không cần đắn đo về giá ship. Còn là địa điểm bán hàng uy tín, chất lượng suốt nhiều năm với phương châm phục vụ hết mình tận tình. Còn bây giờ chắc là phải bye bye rồi. Hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên bấm like và thả tim và đăng ký thành viên kênh Bé Út GP để theo dõi những sản phẩm, những đơn hàng mới nhất nha. Chúc các bạn lúc nào cũng vui tươi. Yêu các bạn rất nhiều.